Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, bản tin liên quan tới việc hóa đơn hàng hóa tăng cao, người Brazil lại tiếp tục nghĩ tới số phận của ông Bolsonaro. Bóng ma đói khát đeo bám cuộc đua tổng thống của Brazil năm nay giống rất ít những lần trước đó. Lạm phát tràn lan và những tác động từ đại dịch đã đẩy tình trạng mất an ninh lương thực ở Brazil lên mức gần như không thể nhận ra cách đây một thập kỷ. Cứ 3 người Brazil có một người cho biết họ đang vật lộn để kiếm tiền nuôi gia đình. Lắng nghe những cuộc thăm dò và việc người dân mong muốn được cứu trợ, Tổng thống Jair Bolsonaro đưa ra quy tắc ngân sách thúc đẩy chương trình phúc lợi chính của Brazil lên 50% cho tới cuối năm nay. Nhưng điều này đã không thể thay đổi cho tình thế cho đến nay. Theo những cuộc khảo sát ý kiến cho thấy sự ủng hộ của ông đối với những người Brazil nghèo nhất không tăng kể từ khi những tài khoản chi trả hào phóng hơn bắt đầu. Những người nhận phúc lợi được phỏng vấn ở hơn nửa chục tiểu bang miễn cưỡng nói ông Bolsonaro với một số những quyền lợi trong năm bầu cử sắp hết hạn. Hầu hết cho biết họ hy vọng sự thành công của đối thủ cánh tả của ông ta là cựu tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã cắt giảm nạn đói và nghèo cùng cực nhờ sự bùng nổ hàng hóa trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy hồi 2003 tới 2010. Thưa quý vị, trong khi đó thì Pakistan đã chuẩn bị nối lại dịch vụ tàu lửa sau lũ lụt. Vào hôm thứ Tư, hàng trăm công nhân đang làm việc để sửa chữa các đường ray tàu lửa bị hư hại do lũ lụt gần đây ở tỉnh Sindh, miền nam của Pakistan, dự kiến có thể sẽ khởi động lại tuyến tàu vào tuần sắp tới đây. Arif Ali, một chủ nhà ga của ga xe lửa Khoitri Junction đã cho biết, toàn bộ lực lượng lao động của chúng tôi đang làm việc này. Chúng tôi hy vọng rằng hệ thống đường sắt sẽ được kích hoạt vào ngày 5 tháng 10 và dịch vụ tàu lửa sẽ hoạt động trở lại. Hàng ngàn công nhân đường sắt cũng đã phải vật lộn để có thu nhập trong hơn một tháng sau khi đợt mưa gió mùa lịch sử và cường độ cao trút xuống lượng mưa nhiều gấp 3 lần so với mức trung bình trong 3 thập kỷ của Pakistan. Người gác cổng Nadam Mahabub đã kêu gọi nhà chức trách nối lại dịch vụ tàu càng sớm càng tốt. Trong một nhận xét được các đài truyền hình địa phương đưa tin, Bộ trưởng Liên bang về đường sắt Khawaja Saad Khakifa đã phát biểu trong cuộc họp nội các vào hôm thứ Tư. Ông đã ra lệnh khôi phục các hoạt động bình thường càng sớm càng tốt, nhưng họ phải đợi nước rút trước. Phó Tổng thống Hoa Kỳ lên án những hành động đáng lo lắng của Trung Quốc. Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 28 tháng 9 lên án những hành động đáng lo ngại từ Trung Quốc ở Thái Bình Dương, trong khi cam kết làm sâu sắc bang giao không chính thức với Đài Loan, vài ngày sau khi chính quyền Hoa Kỳ cam kết lực lượng của họ sẽ bảo vệ hòn đảo này. Bà Harris phát biểu như vậy khi xuất hiện trên tàu khu trục USS Howard trong chuyến thăm căn cứ hải quân lớn nhất nước ngoài của Hoa Kỳ đặt tại Yokosuma gần thủ đô Nhật Bản. Bà nói Trung Quốc đang phá hoại những yếu tố chính của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Bà Harris đang công du Á Châu 4 ngày, nói thêm, Trung Quốc dường lên sức mạnh quân sự và kinh tế để cưỡng ép, uy hiếp những nước láng giềng. Và chúng ta đã chứng kiến những hành vi đáng lo ngại tại Biển Hoa Đông lẫn Biển Đông, mà gần đây nhất là hành động khiêu khích qua eo biển Đài Loan. Kính thưa quý vị, Việt Nam chuẩn bị luật để hạn chế tin tức đưa lên mạng xã hội. Việt Nam đang chuẩn bị luật nhằm hạn chế các tài khoản mạng xã hội có thể đưa nội dung liên quan tin tức. Reuters vào ngày 28 tháng 9 dẫn 3 nguồn tin không muốn nêu tên cho biết như vừa nêu. Quy định này sẽ được công bố vào cuối năm nay. Một trong 3 nguồn tin đã nói, chính phủ của Việt Nam muốn chỉnh đốn tình trạng theo họ là báo hóa mạng xã hội. Tình trạng này bị cho là gây ngộ nhận trong dân chúng rằng các tài khoản mạng xã hội được phép làm chức năng như các kênh tin tức. Hai trong số 3 nguồn tin của Reuters còn nói thêm, luật mới nhằm đặt các cơ sở pháp lý cho biện pháp kiểm soát việc truyền đi tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube, cũng như buộc thêm trách nhiệm điều tiết cho các nhà cung cấp. Cơ quan chức năng có thể yêu cầu các công ty mạng xã hội cấm các tài khoản vi phạm theo đạo luật của Việt Nam. Tin cũng cho biết, giới chức của chính phủ đã tổ chức những cuộc thảo luận với các kênh truyền thông mạng được nhiều người theo dõi cũng như các hãng Internet để bàn xem những dạng tài khoản nào được phép đăng nội dung tin tức. Những thảo luận về các luật như thế đang được giữ kín. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì việc kiểm duyệt truyền thông một cách chặt chẽ và bắt dung đối lập bằng những công cụ bị cho là một trong những công cụ hà khắc nhất trên thế giới.
Vào tháng 8 vừa qua, thì Việt Nam ban hành Nghị định 53, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, buộc các hãng công nghệ nước ngoài lưu dữ liệu người dùng tại máy chủ đặt ở Việt Nam, cũng như phải lập văn phòng địa phương ở trong nước. 4 công an Sóc Trăng đánh 2 nam sinh đã bị đình chỉ công việc. 4 công an đánh 2 nam sinh trong đoạn video clip vừa phát tán trên mạng xã hội những ngày vừa qua tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng bị tạm ngừng làm việc. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook dậy sóng khi đoạn phim dài hơn 5 phút xuất hiện. Đoạn phim ghi cảnh 4 công an đi xe chuyên dụng có 3 người đánh tới tấp 2 nam sinh đi trên một chiếc xe máy. Công an cởi nón bảo hiểm đánh vào đầu, vai và lưng của nam sinh đang lái xe. Một trong số 4 công an đã dùng tay tát thẳng vào mặt một nam sinh đi chung. Ngày 29 tháng 9, Trung tướng Cộng sản Việt Nam Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an xác nhận với truyền thông, họ nhận được báo cáo của tỉnh Sóc Trăng. Ông xác nhận hành vi đánh người trong clip lan truyền trên mạng xã hội tại xã Vĩnh Châu có biểu hiện vi phạm pháp luật. Ông yêu cầu giới chức Sóc Trăng xử phạt những ai vi phạm. Theo Đại tá Cộng sản Việt Nam Lâm Thành Sô, tổ tuần tra cho biết trong ngày 25 tháng 9 phát hiện học sinh lái xe hơi Yamaha Exciter chở theo một học sinh khác đi ngược chiều. Họ đã ra hiệu dừng xe nhưng các em không chấp hành và tăng tốc lạng lách bỏ chạy. Sau khi rượt đuổi theo qua nhiều tuyến đường, công an đã chặn được xe của hai nam sinh. Và vì bực tức, họ nói họ đã không kiềm chế được và đã có cách cư xử vô cùng bạo lực như trong đoạn phim. Cũng vào ngày 29 tháng 9, gia đình hai nam sinh bị công an đánh trong đoạn phim này gửi đơn tố cáo tới cơ quan giới chức tại Vĩnh Châu và Sóc Trăng, đồng thời đưa con em mình tới bệnh viện để khám bệnh. Trong khi đó, thì đấu giá du thuyền của tỷ phú Nga Asimov, du thuyền thuộc sở hữu của tài phiệt Nga Dmitry Pomyansky, được Gibraltar bán cho một người mua giấu tên với giá là 37,5 triệu Mỹ Kim. Du thuyền Asimov đã được bán vào hôm nay sau khi người thắng trong phiên đấu giá nhanh tóm với số tiền là 37,5 triệu Mỹ Kim. Tòa án của Gibraltar vào ngày 27 tháng 9 ra tuyên bố cho biết nhưng không tiết lộ danh tính của bên mua. Asimov bị giới chức của Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, tịch thu hồi tháng 3 sau khi ngân hàng đầu tư của Hoa Kỳ JP Morgan tuyên bố chủ sở hữu của nó là tỷ phú Nga Dmitry Pomyansky đang nợ họ hơn 20,5 triệu euro, tức là tương đương khoảng 20,3 triệu Mỹ Kim. Vào cuối tháng 8, thì tòa án của Gibraltar cho biết đã nhận 63 hồ sơ tham gia đấu giá du thuyền Asimov. Một phần số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được trao cho JP Morgan. Quyết định đấu giá du thuyền Asimov trị giá 75 triệu Mỹ Kim gây tranh cãi vì nó không được chuyển cho Ukraine như đề xuất của một số bên. Thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC qua phần trình bày của dương ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc với 714-892-5717 hoặc quý vị có thể liên lạc với ibchomeshopping.com. Tuyết Nha và Hà Anh xin kính chúc quý vị khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Xin trân trọng kính chào.